hãy chèo mau lên trước, đò ai đi trước đời em lướt lên cùng. Từ từ bóng ngà trắng chân dòng hò xa Minh sư thường ví tôi như một căn hộ thê nông, mặt nhúc phật lặng nhưng dưới đáy náo động bất hợp. Ngài dạy có sự hỗn loạn đó mà tôi tưởng là thành quả của những lý luận trị vì kinh nghiệm của tôi để cuộc đời nó nhỏ xíu. Do đó thầy phán bảo đã tới lúc tôi nên xông pha mưa gió và đêm đêm. Đời có vô số cửa mà cửa nào không có thể dẫn ta tới thức giác và im lặng. Vậy nên, tại sao tôi đi tìm một thần bảo kiếm cách tham ngày được? Tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi này, nhưng chẳng có gì dài dao và tôi chẳng học được gì hơn nhiều điều tôi đã biết. Thú thực suốt cuộc hành trình, hình ảnh Isooji tràn ngập thân thí tôi. Mơ tưởng thế nào đã khiến tôi sưng sướng đến nỗi làm tôi bắt đầu nghi ngờ về con đường mình đã lựa chọn.
Ta đã lấy danh dự mà đánh cuộc sẽ giết 100 võ sĩ đi ngang qua chỗ rừng trống này. Không may cho ta, quá hiếm mới có võ sĩ đi qua. Và ta dứt dưỡng ở đây cho tới nay đã 5 năm ròng rã. Ngươi là người thứ 100. Tôi không phải võ sĩ người ngài làm thưởng. Thằng kiếm này, tôi phải mang nó về cho tuôn sư của tôi. Chứ võ sĩ như người như tôi, ngược lại như là khác thưa ngài. Phàm người đã mang kiếm đều là võ sĩ cả. Ngươi đừng dùng dầm, hãy rút kiếm ra, thử đấu với ta. Thưa ngài, sự thật là tôi không có biết đó kiếm. Ngươi chớ buộc ta phải giết người. Khoan khoan thưa ngài, cho tôi mang kiếm về tới nơi, thư thầy hứa sẽ cho lại khi xong công việc. Vì chạm tới danh dự của người, ta chấp thuận điều đó. Nhưng ngươi đừng tính chuyện tẩu thoát, vì ta sẽ dành cả cuộc đời còn lại để săn lùng cho được ngươi. Ngày mai con sẽ đi đấu kiếm như con đã hẹn. Nhưng con đâu có biết đấu kiếm. Con ơi, con cần phải biết đấu kiếm đâu. Về thưa thầy, con sẽ chết. Đúng thế, con sẽ chết. Nhưng cũng chính vì thế mà con không còn phải sợ hãi trước cái chết. Này đây, ta sẽ chỉ vẽ để cho con biết chết thế nào cho đẹp. Ngày mai khi tới lúc con đối diện với người samurai, con sẽ thư thái tuốt kiếm và nâng cao thanh kiếm lên trên đỉnh đầu, trong khi hai mắt con sẽ nhắm lại. Nhắm mắt thưa thầy. Đúng thế, trong khi đôi mắt nhắm lại và toàn thân bất động như Đức Phật, con hãy chờ giác cảm cái bút lạnh của sự chết sẽ đến với con trên đỉnh đầu. Con không chắc có thể làm được điều đó. Thầy chắc chắn con sẽ làm được. Tại sao Minh Sư có thể sao tôi đem cho chết? Tại sao một hình phạt như thầy? Tôi có hành động gì ngoài việc tôi cứu sống? Phải chăng đây là một trong những cửa mà tôi vào ăn tin? Tôi có cảm giác như chìm vào đại dương, nhưng đại dương trống rỗng.
đúng chú vẻ đẹp kiều diễm của Isooji, một ý nghĩ làm tôi lạc chuyện. Rồi đây, không có gì cảm tôi thúc lục tam thí với nay, không có gì nhắn khắp thân xác chúng tôi kề hợp. Còn lại cho tôi bao nhiêu hơi thở? 1.000, 10.000, kế chết mang bô mặt nào, hy ảnh nào sẽ của tôi vào cõi tử. Tất cả kéo tôi về Isooji. Với nào, tôi mới chỉ thao đổ như ánh mắt, nhưng ánh mắt nói rõ hơn ngàn vạn ngôn từ. Đêm đêm mở cửa. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình nhìn sư vật. Vì hắn cũng là lần cuối cùng. Tôi có thể trốn, có thể về. Nhưng tôi hết thức rõ ràng điều đó không có thể. Cuộc đời tôi sẽ cùng khí hơn. Không có gì cứu thoát tôi được. Phải chấp nhận và thôi sợ hãi. Vinh danh các tôn sư của nhà người. Người đã trở lại đây thật là đúng hẹn. Buổi sớm mai có những ba võ sĩ đi ngang qua đây, thật là điều chưa từng thấy. Tuy nhiên ta đã tránh không kịp chiến với họ. Ta biết thế nào người cũng sẽ trở lại. Ngài xử sự đúng lắm. Bây giờ người hãy cảnh giác. Thank you.
có những bậc đại sư mới khởi đầu cuộc giao tranh trong một tư thế lạ lùng như vậy, mà người này lại nhắm hai mắt. Mình có thể chém hắn từ phía đằng sau, nhưng coi kìa, gương mặt quán không có chút sợ hãi. Xin ngài tha chết. Tôi tưởng mình là một đại võ sư, nhưng ngài lớn hơn tôi gấp bội. Xin ngài chỉ kiếm thuật cho kẻ hèn này. Tha tha chết cho võ sĩ. Nếu võ sĩ thì nguyện, không bao giờ đánh cá một cá ngu ngốc như thế nữa. Tôi xin thề. Để chuộc tội, võ sĩ phải cúi sống 100 mặt người. Ông ta bị cái chi vậy? Duyên có gì khi em tâm thi ông ta bị cái sợ nó chém cứ? Phản tôi vì chăm chú vào cái chết buốt lạc sắp chán xuống đỉnh đầu. Tôi có quen khuấy chuyện yệt diệt của ông ta. Dù lúc nhìn hình ảnh người phụ nữ mà tôi vọng tưởng là Isooji, tôi phát hiện một điều không thể cược lại. Khi quen đi người samurai, tôi cũng hết sạch ý ní văn bảo tôi quen sợ. Trước bất cứ cảnh vật nào, đừng chạy theo, cũng đừng làm trốn. Lời của minh sư tôi đó. Bà tôi mường tượng lại đang nói với tôi bằng một giọng thiên nhiên. Tôi sợ đó, một bông hoa vừa cho nở